Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân đập tan tin đồn bất hòa. Estison Thạch Lộ biểu cảm sự chân khi đứng giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân. Trong hai ngày sinh nhật, Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân đều được tổ chức hai bữa tiệc khác nhau bởi hội bạn thân thiết. Tuy nhiên, việc hai diễn viên không xuất hiện ở sự kiện đặc biệt còn lại của đối phương khiến nhiều khán giả suy đoán cả hai bằng mặt không bằng lòng. Thực tế, trong buổi tối ngày 10 tháng 4, Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân cùng nhóm nghệ sĩ thân thiết trong giới showbiz đã tổ chức tiệc sinh nhật chung. Hai người đẹp còn chủ động diện trang phục đôi đầy gợi cảm, khéo léo đập tan tin đồn bất hòa đang xuất hiện trên mạng xã hội. Ninh Dương Lan Ngọc còn chia sẻ thêm, lại một năm sinh nhật của hai chị em mà hôm qua vui lắm. Chúc em Thúy Ngân tuổi mới thật thành công, hạnh phúc và luôn bình an. À, có vài người kỳ cục trốn về giữa trường ạ. Không có muốn nêu tên đâu nha ông chú, rồi ông chú bảy rồi anh thỏ trắng. Thúy Ngân cũng bày tỏ suy nghĩ riêng trong ngày đặc biệt, mong là năm sau sinh nhật hai cô sẽ có thêm nhiều niềm vui nha. Đừng có vừa ôm nhau vừa chúc vừa khóc nha. Cảm ơn mấy huynh, mấy tỷ đã yêu thương bọn em. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.